Phong thủy may mắn xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, trong ngôi nhà của người phương Đông nói chung và ngôi nhà của người Việt nói riêng, không gian tâm linh luôn chiếm một vị trí quan trọng, dù có thể là không gian không nhiều như những không gian sinh hoạt khác. Với người Việt, ban thờ là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh, đó là nơi của những người đã khuất, là nơi lưu giữ bao nhiêu ẩn ức, ký ức tình cảm của các thế hệ. Bàn thờ là nơi con cháu thể hiện lòng thành kính, biết ơn ông bà tổ tiên. Về một khía cạnh nào đó, nó tựa như nhịp cầu nối kết âm dương. Bởi lẽ đó, trong phong thủy của một ngôi nhà, bàn thờ và không gian thờ cúng luôn được coi trọng như một quy định bất thành văn. Việc bày trí bàn thờ cũng là việc rất quan trọng. Theo phong thủy, có những thứ khi đặt lên bàn thờ sẽ mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc cho gia chủ. Nhưng cũng có thứ cấm kỵ khi đặt lên bàn thờ nếu không muốn gia đình gặp họa. Ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ mang tới cho quý vị những thông tin về những vật nên không nên đặt trên bàn thờ. Quý vị hãy theo dõi ngay sau đây. Những vật nên đặt trên bàn thờ. Việc chọn đúng vật để dâng cúng không chỉ giúp gia đạo bình an, sức khỏe mà còn giúp cho phúc lộc đầy nhà, không những giúp cho gia chủ khai thông đường tài lộc mà còn giúp cho kinh tế gia đình luôn ổn định, phất lên như diều gặp gió. Các loại hoa, hoa sen không phải tự nhiên được phong làm quốc hoa. Ngoài vẻ đẹp thanh khiết, loài hoa này còn gắn liền với nhiều điển cố, điển tích trong nhà Phật. Hoa sen có hương thơm thanh thoát, dễ chịu, gần bùn, mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là một trong những yếu tố khiến sen trở thành loài hoa lý tưởng cho việc thờ cúng và mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Cúc vàng. Trong việc lựa chọn hoa dâng cúng nên chọn những loài hoa có màu liên quan đến nhà Phật như vàng, đỏ. Hoa cúc vàng là sự lựa chọn hoàn hảo, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, hoa cúc vàng với màu sắc tươi sáng còn có ý nghĩa phong thủy khi là màu sắc đại diện cho hành kim liên quan trực tiếp đến kim tiền. Hồng đỏ. Những loài hoa đơn sắc luôn là sự lựa chọn hàng đầu, không chỉ tạo nên vẻ thanh thoát phù hợp với vẻ trang nghiêm thờ cúng mà hồng đỏ còn giúp khai vận cực kỳ hiệu quả. Bạn dễ dàng nhận ra sự liên quan giữa phong bao lì xì, túi bùa bình an, chỉ bình an. Những vật phẩm may mắn này đều có màu đỏ. Huệ trắng. Huệ mang vẻ đẹp ngay thẳng với những nụ hoa nhỏ vây quanh cành nên hoa huệ tượng trưng cho sự sung túc và no đủ. Dù huệ có nhiều chủng loại với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chỉ nên dùng hoa huệ trắng để dâng cúng. Là những loài hoa thanh tao có tên đẹp, ý nghĩa đẹp thế, nên chỉ cần đặt loài hoa này lên bàn thờ thì bề trên sẽ luôn phù hộ cho gia đình bạn thật nhiều phúc lộc. Tỏi. Nhiều gia đình tuy đã lập bàn thờ thần tài từ lâu nhưng lại không hề biết tác dụng của tỏi đâu nhé. Khi cúng thì tốt nhất nên kèm một đĩa tỏi gồm 5 củ tươi nguyên đẹp mắt hoặc thậm chí cho cả bó tỏi cũng được. Phong thủy cho rằng nên đặt bày tỏi để có hai vị thần dễ dàng bài trừ các đạo trích, vong binh ám muội, giúp đường tài vận của gia đình được hanh thông, gia đạo bình an hơn. Các loại cây. Cây vạn lộc. Các chuyên gia phong thủy khuyên chúng ta nên đặt một chậu cây vạn lộc trên bàn thờ, bởi vì theo như chính tên gọi của nó, cây vạn lộc là loại cây đem lại vô vàn tài lộc cho gia chủ. Cây có màu sắc sặc sỡ như đỏ, hồng, xanh lá. Lá cây dài, bóng, mọc thẳng đứng, tán phủ tròn. Từ tên gọi đến bề ngoài đều vô cùng bắt mắt và tràn đầy nhựa sống. Nó giúp cho bàn thờ trở nên trang trọng, thoáng mát hơn, đem lại nhiều ý nghĩa lớn cho phong thủy. Cây phất dụ xanh. Cây này hay còn được gọi là cây phát tài phát lộc, được phong thủy biết đến như một loại cây đem lại may mắn về tài lộc. Khi trồng cây phát lộc, gia đình chỉ nên trồng hướng đông hoặc là hướng nam trong nhà, vì khu vực này thuộc mộc, là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Tuy nhiên khi trồng, mọi người nên giảm bớt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Các nhà phong thủy tin rằng đây cũng là một loại cây nên đặt trên bàn thờ để cầu may mắn tiền tài cho thành viên trong gia đình. Cây phú quý. Một chậu cây phú quý nhỏ thường được các gia đình sử dụng làm cây cảnh trong nhà vì màu xanh, viền đỏ hồng, rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì loại cây này còn có công dụng hanh lộc không khí, giúp nhà bạn trong lành hơn.
Theo quan niệm phong thủy thì cây phú quý khi đặt lên bàn thờ sẽ tẩy uế tà khí, khiến cho gian bàn thờ của bạn không bị ô uế. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho sự may mắn giàu sang, giúp gia chủ vượng vận tài lộc, phú quý ùn ùn kéo đến. Những thứ không nên đặt trên bàn thờ: đồ giả. Nhiều người thường cho rằng hoa giả dù để lâu nhưng vẫn giữ được màu cũng như là độ bền của sản phẩm, hơn nữa thì có thể đặt quanh năm trên bàn thờ. Chính vì thế mà họ mua các loài hoa giả để đặt trên bàn thờ. Đây là một quan niệm sai lầm, bởi đặt hoa giả trên bàn thờ chỉ giúp bạn rước những điều không may mắn với gia đình. Hoa giả sẽ không thể hiện được sự thành kính với ông bà tổ tiên. Người âm chỉ có thể thưởng thức hoa. Chính vì thế chỉ cần chọn các loài hoa có mùi thơm dịu nhẹ đặt trên bàn thờ. Nên cúng hoa một thời gian, nếu hoa có dấu hiệu héo thì tuyệt đối không đặt trên bàn thờ, cần phải bỏ đi và thay bằng các loài hoa tươi khác. Tiền vàng giả. Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng lưu trên bàn thờ cả năm là không nên. Năm mới bước sang một công việc mới, những đồ trên bàn thờ cần phải hóa số tiền vàng đó vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, giúp cho gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc dồi dào năm sau nhiều hơn năm trước. Theo quan niệm dân gian thì nếu để quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn. Những loài hoa không nên đặt trên bàn thờ. Hoa ly. Hoa ly có màu sắc rực rỡ, thường dùng để dâng lên bàn thờ thánh mẫu, nhưng ở gia đình nhớ không được cắm hoa ly ở bàn thờ Phật, bởi màu sắc rực rỡ và hương thơm nồng đượm của nó sẽ không phù hợp. Bản thân hoa ly thì còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình nữa. Cúc vạn thọ là loại hoa tên hay màu vàng, ở miền Trung hay dùng vì dễ trồng, dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên, theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh gặp những điều không may mắn. Mặt khác, hoa cúc vạn thọ có mùi hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên. Hoa phong lan là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm bàn thờ vào dịp Tết. Nhưng dân Phật không nên dùng hoa phong lan vì hoa có nhiều màu rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. Hoa đại, sứ hay là champa. Hoa đại là hoa thơm màu đẹp, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì đây cũng là loài hoa không nên để trên bàn thờ vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm của nữ giới. Theo sự tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. Hoa nhài. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch tinh khiết, nhưng trong dân gian đây là loại hoa không đứng đắn hay gặp nghịch cảnh, ví dụ như là hoa nhài cắm bãi phân trầu. Nếu như bàn thờ gia tiên của quý vị đang có hoặc là không có những vật kể trên thì hãy tham khảo ở trên để lúc nào gia chủ cũng gặp vận may, gia đình thì lúc nào cũng yên vui, tài lộc dồi dào. Theo truyền thống văn hóa thì hầu như mỗi gia đình ở đất Việt, hầu như nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên, tỏ lòng thương nhớ với người đã khuất. Do đó không phải thứ gì cũng có thể đặt lên bàn thờ trước khi trưng cất. Bất cứ thứ gì lên bàn thờ, bạn phải nhớ xem xét kỹ lưỡng. Bởi có những thứ không được phép đặt lên bàn thờ, nó sẽ ảnh hưởng đến vận trình, khiến cho gia đình lục đục, kém an vui. Bên cạnh các đồ vật, vị trí hay là cách bài trí bàn thờ thì cũng rất cần sự lưu ý. Sau đây là cách bài trí bàn thờ gia tiên theo đúng tiêu chuẩn mà phong thủy may mắn đưa đến cho quý vị cùng tham khảo. Mời quý cô chú, quý anh chị cùng theo dõi. Không đặt bàn thờ hướng trực tiếp với cửa. Khi bày trí bàn thờ thì gia chủ cần tránh để bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc là phía dưới cửa sổ. Theo quan niệm thì phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa ra vào hoặc đặt tại vị trí nhiều người quan sát nhỏ ngó được, cần phải làm thêm các rèm che. Không đặt bàn thờ ở lối đi lại. Bàn thờ là nơi cần phải yên tĩnh, thanh tịnh, vì vậy đặt ở gần lối đi lại ồn ào sẽ khiến cho gia chủ không gặp may, hao tán tài lộc. Bên cạnh đó cũng không nên đặt phòng thờ ngay cạnh hoặc là dưới phòng trẻ em, sân chơi, sẽ làm cho mất đi sự tĩnh tại cần thiết cho không gian thờ cúng. Không nên đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh hay là nhà tắm. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà, vì vậy khi kê bàn thờ gia chủ tuyệt đối không được kê gần nhà vệ sinh, phòng tắm hay là khu vực ô nhiễm như là gần cống thải. Điều này sẽ làm ô uế không gian
thiêng liêng. Nếu nhà quá chật chội thì nên chọn chỗ cao và tránh xa tối đa những chỗ không sạch sẽ. Không đặt bàn thờ quá lộ liễu. Không gian thờ cúng cần đảm bảo tính tôn nghiêm trang trọng, vì vậy tuyệt đối không nên để người ngoài bước vào nhà là nhìn thấy hết bàn thờ, bài vị và hình ảnh tổ tiên. Nếu nhà có nhiều tầng, bàn thờ nên đặt ở tầng trên cùng. Phía trên bàn thờ là nóc nhà và bầu trời, không có các phòng ốc khác đè lên. Phía trước bàn thờ là các gian trang trọng, phía sau là cầu thang hoặc các không gian như là sân phơi, kho. Trong trường hợp đặt bàn thờ ở tầng dưới hoặc là tầng giữa nên tránh phía dưới bàn thờ là bếp lửa, phía trên là nhà tắm, nhà vệ sinh, giường ngủ hoặc là các vật nặng đè lên. Còn đối với nhà chung cư thì nếu đặt bàn thờ vào phòng khách cùng một mặt bằng thì cần phải có vách ngăn hoặc là tấm bình phong ngăn cách giữa không gian thờ và phòng tiếp khách. Điều này để tránh các tầm nhìn trực tiếp vào khu thờ tự. Bàn thờ phải luôn sạch sẽ, thông thoáng. Nơi thờ cúng cần được lau chùi sạch sẽ thường xuyên, thắp nhang. Không gian đặt bàn thờ phải đủ thông thoáng. Gia chủ không nên đặt bàn thờ quá là cao hay là quá thấp. Bàn thờ đặt quá cao gây khó khăn cho việc thờ cúng, trong khi đó bàn thờ thấp lại thiếu tính trang nghiêm. Trong trường hợp bàn thờ cao phải đảm bảo khoảng cách tới trần không quá gần, tránh quẩn khói và gây ám vàng trần. Tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự bằng cây xanh. Để tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự, gia chủ có thể bố trí thêm một hoặc là hai cây xanh, nên lựa chọn cây kim tiền, phát lộc hoặc là một số loài cây dễ sống. Không nên lựa chọn cây có gai nhọn, khó sống để tránh trường hợp đang trồng thì chết. Đặt các loài cây mang ý nghĩa tốt gần bàn thờ sẽ giúp tăng thêm sinh khí và tài lộc cho chủ nhà. Nếu gia đình có điều kiện thì có thể tạo một không gian sơn thủy và cây cối cạnh khu vực thờ tự. Điều này gây hiệu ứng tốt nhất khi muốn có nhiều sinh khí tụ tại đây, tạo phước lành cho người sống trong nhà. Bày trí trên bàn thờ. Tùy theo kích thước ngôi nhà, điều kiện sinh hoạt mà việc bày trí bàn thờ gia tiên khác nhau. Thông thường thì có 1 đến 3 bát hương. Bát hương ở giữa thờ trung thần linh thổ địa, bát hương hai bên là thờ gia tiên và bà cô ở mạnh. Phía trước bát hương ở giữa thì bày cái đài đỏ với 3 chén đựng nước sạch. Hai bên là hai đĩa bảy hoa quả tươi và trầu cau hoặc là tiền vàng mã. Phía sau bát hương là bộ bình để hoa tươi, hương và nến, tùy theo chất liệu mà sự bày trí cũng khác. Với đồ sứ, bộ tam sự bao gồm bát hương, hai cây đèn hoặc hai con hạc đội đèn, bộ ngũ sự có thêm hai bình dựng cắm hoa tươi và để hương, bộ thất sự có thêm hai bình đựng nước và gạo. Với đồ đồng thì tam sự có đỉnh đồng thay thế bát hương và hai con hạc, ngũ sự có thêm hai ống hương và thất sự có thêm đôi đèn. Như vậy bài trí của đồ đồng có tính trang trí thẩm mỹ là chính, còn bài trí của đồ sứ thiên về tính thờ cúng và tâm linh hơn. Khi bố trí bàn thờ Phật thì cần cao hơn và tách biệt bàn thờ gia tiên, những điều kiêng kỵ với bàn thờ. Kiêng đặt tượng thần thánh trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng của vợ chồng. Kiêng kỵ về cách cục trong phong thủy, bàn thờ được coi như là kháo sơn, cần đặt ở nơi có sơn tinh đang vượng. Như năm nay thì chúng ta đang ở trong vận 8, bàn thờ nên đặt nơi có cửu tử hay là nhất bạch đáo sơn. Kiêng kỵ về thời gian lập bàn thờ. Việc lập bàn thờ thường được tiến hành đồng thời với nhập trạch, nên việc lựa chọn thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Ngoài thời gian phù hợp với nhập trạch, cúng tế hay hợp tuổi gia chủ, người ta còn chú ý đến thời điểm có sao bắt bạch để hóa giải sát khí. Kiêng kỵ về người lập bàn thờ. Người xưa cho rằng phụ nữ mang thai có nhiều tạp khí không nên động chạm vào bàn thờ hay là bát hương. Hơn nữa, người bốc bát hương nên là gia chủ, chứ không nhất thiết phải nhờ người khác. Cốt sao là sự thành tâm và tay chân sạch sẽ khi thực hiện. Kiêng kỵ về bố trí trên bàn thờ. Bàn thờ là nơi thờ cúng gia tiên chứ không phải là nơi phô trương hay là trưng bày. Những thứ không liên quan đến thờ cúng không nên bày lên bàn thờ, nhất là giấy công đức ở đình chùa. Nếu thờ gia tiên cùng Phật hay là thờ mẫu cần tách riêng bàn thờ Phật hay thờ mẫu, bàn thờ gia tiên để thấp hơn và tách biệt. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi linh thiêng của gia đình, thể hiện rõ nét mối quan hệ cân bằng âm dương. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thể hiện qua chiếc bàn thờ trong nhà.
hiện nay đang bị một số người lạm dụng và làm sai lệch ý nghĩa vốn có của nó, với mong muốn ông bà phù hộ càng nhiều càng tốt. Không ít người đã dâng lên bàn thờ những của ngon vật lạ, khiến không gian thờ cúng thành nơi trưng bày cho sự giàu có xa hoa. Tấm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên không thể hiện qua những đồ thờ cúng. Một gian thờ được sắp đặt đúng cách, một bàn thờ được sắp xếp hợp theo phong thủy, đúng theo phong cách của người Việt mới thể hiện được chữ hiếu trong gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Phong Thủy May Mắn thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những video mới về tử vi phong thủy. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.